Ui, đi được kiểu gì này? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Anh bị làm sao ấy? Hình như anh đi nhầm đường. Ở đâu tôi không biết. Mới yêu cứ bị nghiện hay sao ấy anh nhở? Cứ muốn gặp nhau suốt thôi. Cũng phải bớt dần đi. Chứ ngày nào cũng quấn lấy nhau thế này, anh thấy... Anh sợ dính vào quá sẽ mắc lại luôn đúng không? Yên tâm, em không rằng anh phải vợ anh đâu. Anh đẹp đấy em ạ. Trông cũng được. Anh ơi, hả? Đi ăn đi, em đói quá. Ừ, em muốn ăn gì? Đi ăn đồ nướng đi. Đi. Ok. Em như thế. Cậu nói luôn đi. Dạ. Em nói dối vợ là đi nhậu với mấy anh em đồng nghiệp, nhưng bị anh Nghiêm bắt quả tang đi với người khác. Người khác là ai? Cậu nói cái gì tôi chả hiểu. Người khác là Thương, người em đang tương tác. Tương tác á? Sự việc bắt đầu từ khi anh Nghiêm bắt xe của em. Em không có bằng nên vợ em sắp xếp cho em giao hàng ở khu chung cư của cô ấy. Ban đầu mối quan hệ của bọn em cũng chỉ đơn thuần là shipper và khách hàng. Sau đó cô ấy thuê em làm shipper riêng, có nhiều thời gian ở gần nhau nên cô ấy nảy sinh tình cảm. Lúc đầu em cũng chỉ tương tác xã giao thôi. Rồi cô ấy tăng tương tác. Em cũng đã cố gắng giữ mình rồi, nhưng mà không đỡ được. Ôi trời ơi. Đi đến đâu rồi? Thì mới đến đoạn bị anh bắt gặp ở trung tâm thương mại thôi ạ. Tôi hỏi là mối quan hệ của cậu với cô ta tương tác tới đâu rồi? Em thề là chưa có chuyện gì, cũng mới chỉ chôm chớm thôi. Em thề. Hào ơi, cậu sai rồi. Cậu phải dừng lại ngay nếu như cậu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nói thật là cũng có nhiều lúc em muốn dừng lại, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy. Cậu đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh của cậu bây giờ là đã có một vợ và một con, được xã hội và pháp luật công nhận. Việc cậu đang làm là vi phạm đạo đức của người làm chồng, làm cha, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Chính cậu đang là người đi ngược lại với hoàn cảnh. Cậu phải chặn luôn và ngay, không tương tác nữa. Đừng để cháy nhà rồi bắt đầu mới lo đi múc nước. Em biết sai rồi. Em sẽ gặp Thương để kết thúc mọi chuyện. Em mong hai anh giúp em giữ kín chuyện này, cũng coi như là giúp em giữ gìn hạnh phúc gia đình của em. Hạnh phúc của cậu đang bị tự tay cậu phá.
Trang đã nghi ngờ chuyện này nên nhờ tôi đi theo dõi cậu, nhưng tôi đã gạt đi. Cuối cùng thì Trang nghi ngờ ạ. Cậu chết, chắc là do thấy mấy lần con gái của cô ấy thân thiết với em ở nhà trẻ. Cái gì? Cô ấy lại còn có con học chung trường cả thằng Cún á? Cái này là trùng hợp thôi. Nhưng mà Trang đã nghi ngờ rồi thì kiểu gì cũng đến tai vợ em. Anh đẹp thế em ạ. Trông cũng được. Anh ơi, hả? Đi ăn đi, em đói quá. Ừ, em muốn ăn gì? Đi ăn đồ nướng đi. Đi. Ok. Đây là hợp đồng công việc. Anh đọc tất cả các điều khoản đi rồi ký vào cho em. Có cả hợp đồng luôn hả? Có chứ sao không? Bên em chuyên nghiệp anh. Đây, điều khoản đây. Đấy, rồi anh ký vào đây nhá. Nhiều này á? Nó dài thế. Cũng không có gì đâu, thủ tục thôi mà anh. Chủ yếu là anh lưu ý bảo mật thông tin cho em trước khi mà tất cả các hình ảnh của anh được công bố trên truyền thông. Thứ hai là sau ngày hôm nay anh cầm tiền cát xê về rồi thì mọi hình ảnh của anh là thuộc quyền sở hữu của bên em và anh không được sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân. Đây, vào đây. Cái bảo mật thì càng tốt nhé, để em đọc qua cái này. Đây, đây xem nào. Đây, nó là... Chị ơi, xong chưa? Em xét xong từ nãy rồi đấy. Đây, ký vào đây. Xong. Hợp đồng xong rồi, anh vào trong kia make up đi. Cái gì ạ? Make up, trang điểm. Tóc với cả mặt anh xong rồi đấy, cởi áo đi. Sao lại cởi á? Anh chưa đi làm bao giờ à? Anh không có múi, anh phải cởi ra để tôi tạo múi chứ. Em ơi. Ừ? Em đang làm gì đây? Em đang đánh răng. Anh đột vào à? Không. Anh hỏi thế thôi. Cứ yên tâm mà đánh tiếp nhá. Dạ, em nghe đây ạ. Vâng ạ. Em sẽ đến ngay ạ. Vâng, em chào anh ạ. Cô ngồi tạm đây chờ nhá. Cậu Hào đang trên đường về rồi đấy. Vâng, anh cứ trông em bé đi. Em ngồi đây chờ tí cũng được ạ. Quý không đi làm à? Tôi cũng chuẩn bị đi đây.